Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Sáng sớm, Diệp Thành ngạc nhiên khi thấy Tôn Di đã thức dậy, trang điểm lộng lẫy. Hôm nay tôi sẽ đưa anh đi mua ít đồ. Tiện thể mua thêm một chiếc điện thoại, để những lúc quan trọng có thể liên lạc được với anh. Diệp Thành nhìn cách ăn mặc của bản thân cảm thấy bản thân cũng ok la rồi. Tôn Di vui vẻ chạy lại khoác tay Diệp Thành. Anh yên tâm, đừng lo chuyện tiền nong. Hôm nay bổn tiểu thư sẽ lo cho anh. Tôi đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi không lâu sau hai người đến trung tâm mua sắm giang thành vạn đạt tôn di đã lựa cho diệp thành một bộ âu phục rất chi và này nọ quả nhiên người đẹp vì lụa không tệ không tệ anh thay đổi một chút trông rất là đẹp trai bây giờ anh mà về trường đi một vòng nhất định sẽ có nữ sinh bắt chuyện với anh mà anh có bạn gái chưa có cần tôi giới thiệu cho không bên cạnh tôi đây toàn là mỹ nữ đấy nhìn anh chắc là chưa yêu ai rồi còn là trai tân phải hong Diệp Thành thầm mắn, những năm qua tôi luôn tập trung tu luyện thập tử nhất sinh, dành đâu mà gái gú. Nghỉ kỳ lại thì, Diệp Thành không phải là chưa yêu ai. Diệp Thành nhớ đến một khoảng thời gian trước đó, khi Diệp Gia vẫn chưa xảy ra chuyện, anh ấy từng thích một cô gái tên là Kiều Sở Thục Nhiên, là hoa khôi trường mà nhiều người yêu mến. Lúc đó, Diệp Thành lấy hết dũng khí viết thư tình cho cô ấy. Không tin được là, anh ấy lại nhận được câu trả lời. Điều kiện để được hẹn hò với cô ấy chính là, tỏ tình với cô trước toàn trường nhưng không ngờ sở thục nhiên từ chối anh ấy trước mặt tất cả mọi người từ đó về sau diệp thành sống trong bóng tối dần dần trở thành phế vật trong mắt mọi người diệp thành tỉnh lại từ trong ký ức khoái miệng nhếch lên hiện ra một nụ cười lạnh có lẽ năm đó tôi thật sự là một phế vật nhưng bây giờ một trong tứ đại gia tộc ở giang thành trong mắt tôi chẳng là cái gì cả tôn di thấy cảm xúc của diệp thần biến hóa như vậy lo lắng trong lòng có phải lời nói của mình làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy vội nói, Diệp Thành nếu anh chưa quen ai thì cũng đừng buồn, tôi cũng vậy mà, không phải vẫn sống tốt hay sao? Diệp Thành xoa đầu tôn di, cô đang nói gì vậy? Đừng có nghĩ lung tung, mau tập trung mua sắm đi, tôi muốn mua đồ cho cô. Hai người dừng chân trước cửa hàng của thương hiệu Armani, mặc dù quần áo ở đây rất mắc, nhưng tôi có thể mua cho anh một bộ. Lúc này một âm thanh vang lên, đây không phải tôn di sao, mấy năm không gặp, đã có bạn trai rồi à? Trùng hợp Diệp Thành cũng biết người này, chính là cái đuôi của sở thục nhiên tên Hà Thiến hà thiến quét ánh mắt tham lam lên hai người tôn di đà nhiều năm qua như vậy rồi mà mắt thẩm mỹ của cậu vẫn không thay đổi hồi đi học lúc nào cũng đi cùng một tên phế vật như diệp thành nhưng bây giờ trên người bạn trai cậu cũng toàn là đồ người ta bày bán ngoài đường cậu cũng chỉ thích những tên phế vật hay sao nhưng nói đi cũng phải nói lại người này nhìn có vẻ quen quen giống với tên phế vật của diệp gia người đàn ông đeo kính bên cạnh nghe đến phế vật của diệp gia cảm thấy hiếu kỳ hà thiến tên phế vật đó như thế nào vậy hà thiến đắc ý nói tên đó lúc trước tỏ tình với bạn thân của em bị cô ấy từ chối trước mặt tất cả mọi người hắn ta xấu hổ không dám đến trường nữa về sau nhà của anh ta bị người ta diệt môn có lẽ sớm đã chết rồi nếu không sở thục nhiên vẫn muốn trêu đùa hắn nữa diệp thành nghe thế sắc mặt đột nhiên tối lại ánh mắt lạnh lẽo hắn không ngờ nhiều năm như vậy vẫn có người nhớ chuyện đó thật là ồn ào ta sẽ để các người vĩnh viễn không nói được nữa Diệp Thành muốn ra tay, nhưng cánh tay của Diệp Thần đột nhiên bị Tôn Di kéo lại. Đừng quan tâm đến họ, chúng ta đi mua quần áo tiếp. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Hà Thiến vẫn tiếp tục mỉa mai. Hai kẻ nghèo hèn cũng dám học đòi người khác dạo Amani, cũng không tự nhìn lại bản thân. Không thèm quan tâm, Tôn Di đã kéo Diệp Thần đi vào Amani. Hà Thiến lúc này, ôm chặt tay bạn trai, cọ cọ. A à, Tuấn, tôi cũng muốn mua vài bộ quần áo được không? Buổi tối anh có thể làm những gì anh muốn anh có thể kêu thêm bạn nếu anh muốn. A à, Tuấn liếm môi một cái, được, chúng ta đi mua ngay đi. Lúc này, Tôn Di và Diệp Thành đang đi dạo, Diệp Thành hỏi, sao cô không cho tôi xử lý cô ta? Tôn Di mắn, xử gì mà xử, anh đến đây mới có mấy ngày, tôi đã phải đi đồn cảnh sát vì anh rồi. Một lúc sau họ đến tiệm của Amani, họ bị cuốn hút bởi bộ vét ở giữa tiệm khen không ngớt lời, nó trông thật đẹp, hoàn toàn phù hợp với anh. Lúc này nhân viên phục vụ đi ra lễ phép nói, cô thật có mắt nhìn, đây là bộ vest cao cấp nhất ở đây, có giá là 360.000 tệ. Nếu thích thì có thể mặc thử. Điều này khiến Tôn Di hoảng hốt, trong trong lòng thầm nghĩ, mình nghe nói cửa hàng này khá đắt, không ngờ lại đắt như vậy, trong thẻ của mình tổng cộng mới có 30.000 tệ. Tôn Di ấp úng với Diệp Thành, cái đó nhìn kỹ màu không được hợp với anh lắm. Đúng lúc đó một giọng nói vang lên, buồn cười chết mất, không có tiền thì thôi đi. Ở đây giả vừa làm gì chứ? Cô đừng có nói nhảm, mua hay không là quyền của tôi, tôi chỉ thấy màu sắc không được hợp còn tiền, đương nhiên tôi có. Hà Thiến càng nói càng quá đáng hơn. Nghèo thì nhận nghèo đi. Thậm chí không có tiền học hết cấp 3 vì phải chữa bệnh, cho anh trai rác rưởi gì đó. Tôn Di tức nghẹn, khoái mắt đỏ ửng. Sao sao muốn đánh tôi à, có biết bạn thân của tôi là sở thục nhiên không? Đánh tôi rồi sau này cô đừng sống ở Giang Thành này nữa. Hà Thiến quay sang Diệp Thành, còn tên quỷ nghèo này, ngươi muốn làm gì, định đánh ta à, tại sao không thử một lần? nhìn dáng vẻ vênh váo của cô ta, diệt thần cuối cùng cũng không nhịn được, ra tay một bàn tay tát thẳng vào mặt Hà Thiến. Quả nhiên vẫn là để cô vĩnh viễn không nói được thì tốt hơn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn quan tâm video cho mình xin một like và một đăng ký để nhận được thông báo video mới nha. Mình rất cảm ơn.